Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, trong ngày 30 tháng 10 năm 2021 đã ghi nhận thêm 3 trường hợp tử vong. Như vậy, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 26 trường hợp tử vong do COVID-19. Trong ngày có thêm 373 bệnh nhân COVID-19 xuất diện, nâng tổng số bệnh nhân được xuất diện đến nay là 1.117 người. Hiện còn 2.099 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Trong 24 giờ qua, trong tỉnh cũng đã ghi nhận 414 trường hợp có kết quả real-time PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 143 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng. Cụ thể, 104 trường hợp cộng đồng tại thành phố Bạc Liêu phát hiện thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, trong đó xã Dĩnh Trạch Đông có 73 trường hợp, phường 1 có 5 trường hợp, phường 2 có 21 trường hợp, phường 3 ghi nhận 3 trường hợp, phường 5 ghi nhận 2 trường hợp, hiện đang điều tra truy vết. 17 trường hợp tại thị xã Gia Rai phát hiện thông qua truy vết các trường hợp có liên quan đến chuỗi lây nhiễm của công ty Tấn Khởi, công ty Châu Bá Thảo và tầm soát cộng đồng, hiện đang tiếp tục điều tra truy vết. 16 trường hợp tại huyện Hồng Dân phát hiện thông qua truy vết các trường hợp có liên quan đến các ca bệnh trước đó ở xã Ninh Quế và xét nghiệm tầm soát cộng đồng. Hai trường hợp tại huyện Phước Long phát hiện thông qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Hai trường hợp tại huyện Hòa Bình phát hiện thông qua truy vết các ca bệnh trước đó. Một trường hợp tại bệnh viện đa khoa Thanh Vũ, một trường hợp tại bệnh viện đa khoa bạc liêu đều phát hiện thông qua sàng lọc bệnh nhân trước khi vào bệnh viện. 45 trường hợp ghi nhận tại các khu phong tỏa của bệnh viện đa khoa bạc liêu một trường hợp và huyện Đông Hải 44 trường hợp. Tại các khu cách ly tập trung ghi nhận 217 trường hợp, bao gồm thị xã Gia Rai 193 trường hợp liên quan đến công ty Tấn Khởi, công ty cho Bá Thảo và các trường hợp liên quan đến các ca bệnh cộng đồng trước đó. Huyện Hòa Bình 15 trường hợp, huyện Hồng Dân 4 trường hợp, huyện Phước Long 3 trường hợp, huyện Vĩnh Lợi 2 trường hợp. Ngoài ra còn 9 trường hợp về từ các tỉnh thành phố ghi nhận tại các khu cách ly tập trung của huyện Đông Hải, 1 trường hợp, thành phố Bạc Liêu 1, huyện Hòa Bình 4 và thị xã Giá Rai 3 trường hợp. Trong 414 trường hợp trên có 81 trường hợp dưới 18 tuổi.